Theo Politico, một quan chức Mỹ hôm 30 tháng 5 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở khu vực Nga giáp với vùng Kharkiv. Tuy nhiên, ông Biden hiện vẫn duy trì lệnh cấm tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Quan chức này cho biết, Tổng thống gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công ở Kharkiv để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công họ. Theo Politico, quyết định này đã được bí mật thông báo cho Kiev một thời gian trước khi được xác nhận chính thức. Trên thực tế, chỉ đạo của Tổng thống Biden sẽ cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ, ngoại trừ tên lửa ATACMS, để tấn công vùng lãnh thổ Nga giáp với vùng Kharkiv. Nga đã mở một mặt trận mới tại hướng này từ ngày 10 tháng 5 và đã đạt được một số bước tiến. Từ Kharkiv, Ukraine trước đây đã nhiều lần thực hiện các trận tập kích bằng pháo binh, máy bay không người lái và tên lửa vào tỉnh Belgorod của Nga, phía bên kia biên giới. Một trong những nguyên nhân được Nga đưa ra khi tiến vào Kharkiv là để tạo một vùng đệm tại đây. Quan chức Mỹ khẳng định với Politico rằng quyết định của ông Biden không thay đổi lệnh cấm của Mỹ trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thông tấn xã Nga TASS sau đó dẫn lời một quan chức lầu năm góc xác nhận rằng chính quyền của Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Washington nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Quan chức trên nói với TASS rằng, Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkiv để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công. Ông nói thêm, chính sách của chúng tôi về việc cấm sử dụng tên lửa ATACMS hoặc vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vẫn không thay đổi. Ông Biden vẫn đang phải chịu áp lực, phải dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với Ukraine về việc sử dụng vũ khí Mỹ để chống lại Nga trong những tuần gần đây. Việc ông vẫn từ chối điều này đã gây ra rạn nứt trong chính quyền Mỹ cũng như giữa Mỹ và các đồng minh. Theo tờ New York Times và Politico, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đều muốn ông Biden chấp thuận các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. Trong khi đó, một số nước NATO bao gồm Anh, Pháp và Đức đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cảm thấy phù hợp. Ở Kiev, việc ông Biden từ chối được cho là đã khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao giận dữ. Theo Washington Post, một số người nói rằng Ukraine sẽ bị trói tay ở mặt trận Kharkiv nếu không được cho phép tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào các thiết bị và đội hình của Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vũ khí Mỹ đã được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bên ngoài khu vực giao chiến, chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.